Hai, xin chào anh em. Chúc anh em đây là em Triumph Chitrin đời 2020, màu xám mờ. Đấy, màu xám lông chuột cũng khá là đẹp ha. Và chiếc đời 2020 này thì nó cũng đã có một số nâng cấp nhỏ khác hơn so với đời 2018 trước đây. Xe thì vẫn sử dụng đầu đèn tròn bóng halogen cổ điển. Tuy nhiên là mâm xe nó đã được CNC cái phần cánh mâm, nhìn nó thời trang nha anh em. Và động cơ của em này thì nó vẫn là dạng 5 cấp số và nó đã nâng cấp lên cao hơn 5 mã lực so với đời 2018. Đấy, động cơ em này thì nó vào khoảng 61 mã. Đó, cũng tương đối là phù hợp để cho anh em đi ở trong phố cũng như là đi tour. Bên cạnh đó thì cái phần heo thắng thì nó cũng nâng cấp lên là heo Rambo nha anh em. Trước đây nó là heo Nissin. Đấy, và hiện tại ở đời 2023 thì nó vẫn là heo Rambo như thế này. Và phanh đĩa đơn có trang bị ABS, traction control. Đó, kiểm soát lực kéo ha. Và xe này nó cũng đã nâng cấp lên là 2 mốt chạy, Range và Row. Và hiện tại thì em này là máy móc zin thôi. Odo của nó là 14.810 cây. Đó, hai chìa khóa zin đầy đủ nha anh em. Xe thì chất zin, không có độ chế gì hết. Động cơ của em nó cũng là nguyên zin và rất là êm nha. Đấy, anh em có thể thấy xe thì trang bị hai bô hai bên. Và em nó đi là bô zin. Đấy, bô zin có hơi móc nhẹ để cho nổ ấm. Em này thì chất xe nguyên zin thôi, không có đâm đụng tai nạn hay té ngã. Đấy, và xe thì cũng có trang bị giáp bảo vệ gầm Evotech. Đó, cũng gắn một số đồ chơi cơ bản nho nhỏ thôi nha anh em. Và hiện tại thì giá em này cũng đang rất là tốt, chỉ có 280 mấy triệu thôi. Anh em nào quan tâm thì cứ alo để mà xem xe nha.